Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì trong video này mình xin chia sẻ cùng mọi người một video về trong giai đoạn 3 phòng cái hiện tượng ngan kén ruột còi cọc ruộng lông. Thì đây là những video gần như là trong một vài video sắp tới thì cũng như video này thì mình sẽ đều chia sẻ những cái kết quả về cái vấn đề phòng về cái hiện tượng kén ruột này thôi. Bác nào quan tâm thì có thể đăng ký nhá. Thì qua video này mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác trang trại trong những cái video mình sản xuất đã chấp nhận cái vấn đề phòng theo hướng mới hoàn toàn dù chỉ là thử nghiệm. Bởi vì sao cả gửi lời cảm ơn thì thật sự là để nói cùng chia sẻ cùng các bác là cái vấn đề thử nghiệm này thực ra là không phải là miễn phí, mình đều lấy tiền của các bác cả. Và rất là mừng khi là 100% các trang trại mà mình quay video này thì đều là những cái trang trại áp lực, các bác chăn đều từ 2-3 lứa, thậm chí là có cả một trang trại rất là chuyên gia như anh Mạnh ở Hải Phòng ấy cũng tiến hành thực nghiệm luôn, thì cũng là một trang trại cũng bị cái tình trạng của bệnh này nhá. Thì rất là may mắn là khi ngày hôm nay ấy, thì các video mình làm ấy thì chủ yếu là về các trang trại nó bị áp lực thì gần như là 100% các trại 100% các trại đều thành công. Thì trước đây các trại thường bị các giai đoạn từ 18 20 rồi 20 25 rồi có trại 30 ngày cũng bị. Thì khi mà mình sản xuất video này là hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5 năm 2022 ấy, thì thực ra là khi mà sản xuất video này thì tất cả các đàn đều đã là 41 42 ngày rồi. Thì rất là may mắn và rất là thành công khi mà các trại đều đã không bị cái tình trạng cái hiện tượng ngan kén ruột này xảy ra một chút nào cả. Có đàn như cái đàn của bác tại video này, tức là bác ở Tiên Lãng Hải Phòng ấy, thì vào lúc 20 ngày thì có xảy ra một chút nhé. Và cái đàn này là ở trong cái video mà mình chia sẻ ở cái giai đoạn 2 các bác biết là bác đã bị ốm một chút, hao 920 con mà mất đâu 15 con. Nhưng 15 con này lại không phải 15 con có thể kết luận là chết do cái bệnh pavo này, mà 15 con này là do bác ấy tiêm xúc thuốc nhé. Còn tất nhiên là trong cái đợt 25 ngày ấy thì mình có một khám. Tình cờ là cái hôm mình đến ấy thì cũng có mình bổ khám và mình nhận diện cái bệnh tích sớm nhất. Thì đối với cái bệnh tích sớm nhất ấy, thì các bác nào quan tâm ấy thì có thể xem lại cái video mình đã chia sẻ về nhận diện bệnh tích sớm nhất của cái bệnh pavo này nhá. Chứ không phải là như các bác hình dung là cái cứ phải có kén đâu nhá. Mình thấy rất nhiều người mổ là cố tình là phải tìm được kén rồi mới kết luận theo hướng thì mọi người gọi cũng không đúng, đó là theo hướng đầu đen ấy, thì cứ phải tìm cái kén đấy rồi bắt đầu mới ra cái phác đồ điều trị. Thực ra đối với bệnh này có những bệnh tích sớm nhất ở trên tuyến tụy và cái đường phổi của nó và thêm một số bệnh tích khác. Thì đặc biệt là cái tuyến tụy, các bác cần theo dõi vào cái bệnh tích ở cái tuyến tụy đó thì các bác đã nhận diện bệnh tích sớm nhất rồi. Còn cái kén ấy, nó chỉ là một cái quá trình mà khi mà bị viêm ruột và sau khi cái viêm ruột nó nặng quá ấy, thì các cái ca than đấy nó mình gọi là cái không biết dùng từ gì, nhưng mà do cái ca than đấy nó tích tụ lâu ngày và nó tạo thành cái kén các bác nhé. Và con ngan này cũng có rất nhiều bệnh gây ra hiện tượng kén này. Thì để mà phân biệt được cái bệnh để nhận diện được cái bệnh tích này ấy, cái bệnh này sớm nhất ấy, thì các bác cần phải cân đối vào nhìn nhận vào cái vấn đề bệnh tích sớm nhất mà mình đã chia sẻ. Thì các bác quan tâm ấy, thì có thể xem lại. Thì hôm nay cái đàn này là được 30, khi mình quay view này là đàn này được 35 ngày. Tổng đàn là 920 con, đến ngày lúc mình quay này là hao mất 30 con. Thì trong đó có một số là chết do còi cọc ba cái loại và một số là có lúc hao nặng nhất là lúc khi mà bác ấy tiêm bị quá thuốc, lúc 15 con và vào giai đoạn bác ấy tiêm cúm là bị sốc mất 5 con, tiếp tục cũng vẫn bị sốc tiếp đấy. Thì không hiểu vì sao bác ấy tiêm lại hay bị sốc thế. Tuy nhiên ấy, thì cái vấn đề đấy thì thực ra là cũng không phải riêng bác, mình đi thực tế thì kể cả con ngan, con vịt hay con gà thế thôi, cái vấn đề về sốc thuốc hay sốc vaccine trong quá trình tiêm đó là một điều rất là bình thường, không có gì là quá đáng mình phải quan tâm cả đó. Thì bây giờ xin mời các bác cùng xem video của mình và cùng nghe bác ấy chia sẻ và đánh giá về cái giai đoạn hôm nay thôi, giai đoạn 35 ngày. Thì còn đối với giai đoạn cuối thì các bác chờ ở video tiếp theo nhé. Rồi xin mời các bác cùng xem video. Em đi dép chân to, đi dép ra kia, chân to. Chân em bé ấy. Chân em to hơn. Thế rồi. Wow. 35 ngày. Đến hôm nay là 23 triệu con hả anh? Thế là từ hôm 25 đấy, hôm đến hôm nay là tính ra có hao con nào không hả? Thế bọn còi anh vứt đâu? Đây á? À, anh đã rửa chuồng buổi sáng xong hết rồi đây này. 35 ngày. 5 ngày nữa là xong rồi. Và 5 ngày nữa là xong. Thì em theo dõi đến 40 ngày thôi. Vì bệnh nó thường xảy ra ở tầm 40 ngày đổ lại, 35 ngày đổ lại, nhưng mà em cứ tính đến 6-70 ngày. Không, 6-70 ngày là vấn đề khác. Còn cái viêm ruột thì dẫn đến kén thôi. Ba 5 ngày. Bây giờ mỗi ngày ăn hết nhiều không anh? 6 bao. Không biết vì lý do gì mà đàn này cùng đàn với anh Mạnh ở trên An Lão mà cảm giác đàn của anh Mạnh nó sáng con hơn. Sáng con hơn. Vâng. Hay là ở đấy được tắm. Tắm à? Ừ, được tắm. Tắm từ lúc 20 ngày hình như họ đã cho tắm rồi. Nhưng ở đây lại không cho tắm. Đúng không anh nhỉ? Chưa cho tắm mà. Cách làm của anh là anh cho tắm muộn đúng không? Có anh ở trên kia còn không cho tắm tí nào từ đầu đến cuối cơ. Cái anh kia hôm qua, mai kia đăng cơ. Anh ở trên Định Hóa, Thái Nguyên. Anh đấy là đến hôm kia em quay là 45 ngày. Thế anh cũng phải cho tắm chứ, mở ra cái cho nó vẩy nước đi. Quyết tâm 45 ngày mới cho. Hôm nay anh còn trộn thảo mộc không anh? Vẫn trộn. Càng đẹp thì ngượng. Đúng rồi. Không. Gọi là làm hàng mà này. Hàng gì mà người ta chẳng phải làm hàng anh nhỉ? Vâng. Ngày xưa đi vác thuê cam là còn phải chọn những quả đẹp xếp bên trên, quả xấu toàn vứt dưới. Nhưng mà anh bảo bọn này được khoảng mấy lạng hả anh? Cân 1, cân 2, 35 ngày. Bọn này 36 chứ, chính xác này phải 36 chứ. 35 ngày. Hôm nay thứ 5 là được 5 tuần. Thứ 3 tuần trước em đến là 25 ngày. Hôm nay được 35 ngày. Hôm nay tròn 35 ngày. Tròn 35 ngày à? 75 35. Vâng. Thế đều ấy anh nhỉ? Nhỉ? Đều con rồi. Đúng là nhưng mà không cho tắm nhìn cả nó không kiểu nó nhìn không đẹp mắt thôi. Vâng. Phân mấy anh theo dõi ổn chưa ạ? Nó kiểu gì anh? Vàng xám hay như nào? Vàng nâu, kiểu viêm ruột đấy. À, thế anh phải theo dõi nhá. Không, thì cũng hết giai đoạn tiêm rồi gì nữa, tiêm thế thôi chứ. Thì chống nó ở cái giai đoạn khủng khiếp nhất thôi, còn đến giai đoạn này thì bây giờ mình sẽ phụ thuộc vào cái thảo mộc kia rồi. Thảo mộc kháng virus rồi. Đàn này như của anh ấy đến ngày hôm nay là thực ra là mình phải tổng kết là mất 30 con. Mà cái hôm mà mình chữa là ngày bao nhiêu anh nhỉ? Hôm đấy là tiêm vaccine cúm, tiêm xét đấy nó chết cả 15 con. Không, ý là cái hôm đấy là ngày bao nhiêu? Thì ốm bệnh chết là 15 con thôi. Ốm bệnh chết 15 con. Ừ. Nhưng cái hôm em bảo là cũng bị bệnh đấy đổ ra là hôm đấy là bao nhiêu ngày nhỉ? Đổ ra 18 ngày. Cái hôm mà em đi đến xong buổi trưa em phải quay lại 18 ngày. 18 ngày vẫn lẩu ra một lần, thêm 3 lần. Nhưng hôm đấy là chủ yếu là do sốc thuốc nó mới chết 15 con đấy chứ đúng không ạ? Chứ đâu có hẳn là bệnh chết 15 con đâu. Yên tĩnh nhỉ? Nó khỏe, nó yên im di luôn. Nó khỏe, nó im di, nó làm ăn không tiêu ra. Vâng. Nhưng mà anh hôm nay của em nó lại sang kêu em Về sau anh có nhớ cái hôm em quay cái đàn bà ngan kiểu nó đen đen đấy không? Hôm mà nó bị bẩn mà do mình không dọn kịp ấy. Không biết là chả kêu rồi nhỉ? Kêu chứ. Thế sao em xem video là kêu mà, xem lại video là kêu. Chính lúc đấy em không phát hiện ra. Đấy, con này ốm này. Ốm lâu chưa anh? Đây anh chưa bị đập chết nhưng mà chờ chú xem. Con này ốm này. Người nhẹ cong, chân gầy, mắt mờ. Nhẹ lắm. Tom. Vâng. Con này nói chung là cái vấn đề về lệch những con còi con nhỏ này có thể do liên quan đến vấn đề giống. Không, con này không phải giống, con này ốm đang ốm trăm. Giống còi kém ấy. Đây, nhìn suy nhược cơ thể chưa? Rồi. Đấy. Nhưng mà để ý phân thì chưa thấy phân ra cái gì. Không biết là nó bị làm sao thì... Hay là anh còn xếp anh tiêm vào nó. Tuổi này thì với môi trường này bắt đầu nó không gì bỏ nó đi luôn anh ạ, tránh sự lây lan. Nếu cách ly cái ly xa hẳn luôn. Con này bỏ thì có này. Tiêm mấy hôm nay có thể là hồi rồi. Vâng. Cũng có thể là vấn đề về E. coli, thương hàn hoặc bại huyết nọ gì thế kia rồi. Có từ hướng anh thì anh ghi thôi chứ không có phần thương hàn. Vâng. Nhiều vấn đề lắm, nó có biểu hiện bệnh thì nó cứ ủ rũ rồi nó rụt đầu rụt cổ ấy. Vâng. Vịt thì bây giờ thì nó chăn như nhiều nó chả đã. Mà con này cũng đang nắm ở đây có ít đâu. Im re khỏe nhỉ. Lúc trước là anh trước đây là anh có cái lứa tuổi nào bị ở tuổi này không? Không. Chủ yếu là dưới 20 ngày hoặc là ngoài 20 ngày một chút phải không ạ? Chủ yếu là dưới 20 ngày. Hôm nay là 35 ngày. Được rồi. Thôi hôm nay quay đấy đâu, chỉ xem này không cho anh đi làm. Nhờ anh tí thôi. Còn anh còn thảo mộc không? Không có. Hôm nay tỗ này là 870 nhỉ? Còn 2 cân nữa, còn 2 cân rưỡi nữa. Sao dùng ít thế à? Dùng mỗi ngày một lạng, mỗi ngày một lạng. Mỗi bây giờ chỗ này là bao nhiêu nhỉ? 1,1 cân mà 800 con 8 tạ. Hết rồi, hết rồi. 8 tạ. Mà 1 cân 5 tấn. 1 cân 5 tấn. Em sợ dùng nó không được ấy chứ. Tiết kiệm không được đâu anh ơi. Ở liều nhỏ là mình dùng 3 tấn rồi. Lúc ngăn nhỏ nếu mình dùng nhiều 3 tấn. Tính theo từ 5 tấn thì phải dùng 2 lạng một ngày. Đấy. 2 lạng ngày, bây giờ anh dùng nặng một ngày. Ít quá. Làm như vậy thuốc nó không tới ấy chứ. Nó phòng không, nó phong nó đây cũng là nó mới đủ liều của nó rồi. Anh chăn như ở trên Định Hóa kia là anh ấy chăn là 5 ngày liên tục. Anh tính theo đủ liều. Nhưng mà anh cũng nghỉ, anh ngày nào anh trộn. Em hiểu à? Anh ngày nào cũng trộn. Yeah. Người ta 5 ngày ta nghỉ, anh ngày nào cũng trộn cơ mà. Một lạng thuốc cho tổng khối lượng như này. Không phải là ông ấy làm hơi nhỏ. Trộn 5 ngày nghỉ 5 ngày không? Em cảm giác ngày nào nhỏ. Anh cũng trộn rồi, thì cũng như nhau rồi. Cũng hơi nhỏ, em cảm thấy hơi nhỏ anh. Liều như thế là hơi nhỏ. Để tăng lên 1,5 lạng thì anh thì do nhất cân là cân ngàn bé lắm. Bé lắm. Các đàn kia là không vấn đề về trọng lượng. Trọng lượng trước đàn nữa anh nuôi nhá. Những cái bụng nó chảy mỡ. Không, thì em nói với anh tức là anh làm ở đây là anh phải hiểu là cái giai đoạn này mình không phải là giai đoạn chú trọng vào cân nặng. Sợ nhất là nó suy nhược cơ thể thằng bé nó như này đâu phải suy nhược gì nó. Có thể cái kính trước đây mình cho ăn nhiều, ăn quá như thế thì cái E. coli nó phát sinh. Thì đó chính là một trong những tác hại mà làm đàn nó kém. Chứ không phải mình không nên chú trọng vào cái tăng trọng hay là béo hay là khối lượng ở giai đoạn này. Mình chú trọng vào cái khác thôi. Bây giờ 35 ngày qua giai đoạn đốt 1 rồi. Đến đây là giai đoạn đốt 2 rồi anh ạ. Em có tính đến giai đoạn đây là bước vào giai đoạn 3 rồi. Đến 40 ngày là em xong. Cái cơ thể của nó bây giờ gần như hoàn thiện. Vâng. Về cái quy trình phòng bệnh là đấy như em nói với anh, tất cả mọi người đều nói là thường bị ở dưới 35 ngày. Tuy nhiên là em làm ở đây là em sẽ theo dõi đến 40 ngày. Đấy. 40 ngày thì ít khi nổ ra. Cái bệnh này đa số nó nổ ra thường người ta nó sẽ ủ bệnh mất 10 ngày. 7 đến 10 ngày. Bắt đầu nổ ra nhưng phát hiện ra người ta phát hiện ra khi mà nổ nặng rồi bắt đầu người ta phát hiện ra. Đấy, đến lúc mà nó ỉa ra cái phân vàng rồi bắt đầu mới là đấy thì nó kém rồi. Vâng, theo ông thì đang bảo là trong quá trình đánh giá thì như các đàn em chỉ theo dõi đến 40 ngày thôi. Anh để ý là những cái đàn thường những cái đàn nó nổi ra khoảng Tương Bương hay sao cũng nổi. Úi rồi, đấy là chuồng trước đó người ta nuôi, người ta phải có bị bệnh rồi. Đấy anh để ý rằng khi mà con ngan đấy, con ngan của anh ngày xưa anh nhớ anh nuôi, khi mà lổ bệnh anh nhé, 12 ngày, 11 ngày có hình chứng nó ăn nhiều lên là một này, hai mỏ tổn thương này, cái mỏ tổn thương này, thứ ba trong đàn lát đác một hai con chết này, kêu nhiều này, kêu một số con kêu nhiều này, đấy. Thì bắt đầu nó cũng là lổ ra rồi, nhưng mà mình sẽ cho uống thuốc hạ, uống tiêm và uống hạ sốt, càng ngày nó càng kéo dài ra, hiểu không? Thì lại cần một chút, cần một chút. Thì nhưng thực ra nó lổ ra cái tầm 11, 12 ngày rồi, khi nó quá lên, kéo dài nó một tuần rồi nữa, vừa ủ bệnh lại vừa tuần rồi. Lúc đấy là lổ đồng loạt, đấy. Loạt luôn thì nó mới bảo là nó rơi ngoài 20 ngày, thực ra nó lổ rồi. Nhiễm sớm mà, bệnh thì thường bị sớm mà. Sớm lắm. Không, ngày xưa nhá, anh nhớ cái bệnh này ngày xưa. Đầu tiên anh nuôi thì nó nổ ra là ngày xưa anh nhớ nó nổ ra khoảng là 50 ngày nó nổ. Đấy là thực tế anh chăn này đúng không? Thực tế chăn 50 ngày nổ, sau nó tụt xuống là 45 ngày, ngày sau là 35 ngày, cứ mỗi ngày nó dần tụt. Rồi. Nổ sớm thì ăn thành thằng lớn. Rồi. Không, đấy là anh thôi, còn mọi người như nào thì em không biết. Đúng rồi, ở đây chỉ vấn đề mọi người thôi, chứ còn em không, em thì không nói về vấn đề đấy. Mình nuôi chăn ngan thì không phải nói trước được. Vâng. Không nắm được bệnh tật. Như góc độ bệnh thì em chia sẻ trên vấn đề lý thuyết, người ta chia sẻ là thì nó thường nó chính xác ấy, nó chỉ bị dưới 21 ngày thôi. Thường ấy là nói thế, trên lý thuyết là thế. Tuy nhiên ở trong thực tế là mọi người đang nói về cái vấn đề là 5-60 ngày mà vẫn bị kén. Cái con ngan này thật ra cái thị trường nó bé, không có nhà khoa học nghiên cứu đi sâu vào nó để tìm hiểu ra cái bệnh tật. Có mỗi Trung Quốc thôi, còn thế giới người ta cũng chẳng nghiên cứu được. Đấy. Người ta có ăn đâu. Thế nên là thị trường nó bé thì nó không ai nghiên cứu nó lắm. Rồi, còn đến ra còn 4-5 ngày nữa, cứ chắc là sau 30 tháng 4 1 tháng 5 lại đến đây lần nữa rồi. Kiểu gì đến hôm đấy ăn cơm. Rồi, okay. Anh em ngồi ăn cơm với nhau, nói chuyện. Nói chung cũng tổng kết phác đồ. Từ vấn đề là anh biết đến em. Sau đó là mình sử dụng luôn phác đồ phòng. Okay, thử nghiệm ở đây cũng là vấn đề là mất tiền đấy chứ không phải ít. Anh em đã đến uống rượu nó vui. Vâng. Đấy thì trong quá trình thử nghiệm là mình sẽ có cái đánh giá nó như thế nào đấy. Nó cụ thể hơn. Mà tạm thời đây là cứ ghi nhận, đây gọi là bước vào giai đoạn 3. Không, cái chuồng này chưa phải vô cuối của em ở đàn này được. Anh thì anh không biết, nhưng mà đến thời điểm này mà chuồng kia của anh nó bị bệnh, áp lực sang bên này nó rất lớn. Vâng. Mà mình giữ được như này nó là pháp đồ cao chuẩn. Vâng. Anh đối người khác không biết, là đối anh là chuẩn. Kia chuồng đấy. Đấy. Đối với anh thế là chuẩn. Đấy, phải đi qua chuồng đấy rồi mới đến chuồng này này. Đấy. Mình không phải là gì, các bạn là thực tế mình đang bị bị bệnh rồi. Vâng. Mà mình muốn sang bên đây mà nó giữ được như này, nó mình đối với mình là khẳng định là chuẩn. 30 m anh nhỉ, cách 30 m. Sao lại 30 m, 50 m đã hết quanh luôn rồi. Không, ý là từ chuồng này đến chuồng kia ấy chứ. 50 m. 50 m cơ à? 50 m. Còn theo hướng gió nữa, gió lại thổi hướng này. Rồi thôi anh hôm nay đi làm thôi anh ạ. Em hôm nay 35 này đến đây là kiểm tra thôi chứ chưa. Hôm nay thì chả đi đâu hàng hóa gì cả. Bạn cứ quay đi sao mà không ạ? Em còn một nơi nữa mà. Không phải ở đây, không phải riêng anh đâu. Ở Hải Phòng có mấy người nữa. Còn nhà đang vào 2000 nữa cơ. Nhà ở dưới trên nữa. Không biết là ở huyện nào, tí nó gửi vị trí ạ. À, chưa biết chuyện nào. Vừa mới vào hôm nọ.